Chào tất cả các con, chúng ta sẽ tiếp tục trở về với chủ đề tổng các phân số có quy luật. Cái ví dụ đầu tiên, ví dụ nền tảng cho cái chủ đề này, đó là 1 trên 1 nhân 2 cộng 1 trên 2 nhân 3 cộng chấm chấm 1 trên 99 nhân 100. Điều kiện để làm được bài này đó là gì, hả anh còn nhớ không? Tách ra như thế nào? 1 phần 1 trừ 1 phần 2 cộng 1 phần 2 trừ 1 phần 3 1/99 trừ 1/100. Sau đó triệt tiêu các số hạng giống nhau nhưng trái dấu. Cuối cùng chỉ còn 1/1 trừ 1/100. Thế nhưng mà ví dụ thứ hai là 1/1 × 3 cộng 1/3 × 5 cộng 1/5 × 7 cộng chấm 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 cộng 1/99 × 101 thì làm sao? Thì do hiệu của mẫu chưa bằng một tử. Tức là 3 - 1 thì ra? Chưa ra 1 mà nó ra mấy? Nó ra 2. Nó ra 2, bây giờ phải làm sao? Bây giờ mình phải làm cho tử nhân 2 lên. Nhân 2 tức là 2/1 × 3 cộng 2/3 × 5 cộng chấm 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 2/99 × 100. Nhưng bây giờ 101. Nhưng mà xong rồi sao nữa? Nhưng mà nhân 2 thì nó lại không bằng. Thì bây giờ mình lại phải nhân 1/2 này. Tức là mình lại phải nhân 1/2 ở đầu. Tất cả cái này. Để tính chia 2 đi. Đúng rồi, tính cái trong ngoặc vuông này rồi chia 2. Thế rồi đến đây thì làm gì tiếp? Đến đây rồi thì mình lại tách cái trên này. Tách thế nào, con đọc đi. 1/1. Ok, 1/1. Trừ 1/3. Trừ 1/3. Cộng 1/3. Trừ 1/5. Cộng chấm 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 1/99. Trừ 1/101. Cuối cùng cũng triệt tiêu những cái thừa số giống, những số hạng giống nhau. Nhưng mà trái dấu. Cuối cùng chỉ còn 1/2 nhân với cái đầu trừ cái cuối. Được chưa? Đề bài hôm nay đây, câu này đây, tiếp tục chủ đề tổng các phân số có quy luật, nhưng mà nó nâng cao rồi. Mẫu là 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Thì ý tưởng của mình cũng sẽ phải là tách ra mà sao cho là 1/gì đấy trừ 1/gì đấy, xong lại cộng 1/gì đấy trừ 1/gì đấy, cứ như vậy cộng cho 1/gì đấy trừ 1/gì đấy, đó ngoa không? Để triệt tiêu. Thì bây giờ là số lớn nhất trừ đi số 1 này là hiệu ra 2. Tức là mình cũng quan tâm cái hiệu kiểu 3 - 1 ra 2, 5 - 3 ra 2. Còn trên này là 2 - 1 ra 1, 3 - 2 ra 1. Thì ở đây Hải Anh quan tâm là 3 - 1 thì ra 2. Ra 2. 4 - 2 thì ra 2. 5 - 3 2. Thì cũng ra 2. Thế thì bây giờ khả năng mình sẽ phải viết là 2/1 × 2 × 3 cộng 2/2 × 3 × 4 cộng 2/3 × 4 × 5 cộng 2/98 × 99 × 100. Tại sao là số 2 thì giải thích rồi, lấy số sau trừ số đầu, số cuối trừ số đầu, số cuối trừ số đầu. Nhưng mà để là 2 thì chúng ta lại cũng phải đóng ngoặc, chúng ta nhân 1/2 ở đầu, bởi vì nó triệt tiêu đi thì nó mới trở về đề bài. Rồi dưới này vẫn viết số 1/2. Nhưng đây sẽ là gì? Nhưng đây sẽ là 1/2. 1/2. 2/3. 2/3, tại sao? Giải thích một xíu ra đây. Ví dụ 1/1 × 2 mà trừ đi 1/2 × 3 thì mẫu chung. Thì bây giờ mẫu chung là bao nhiêu? Là 1/2 × 3. Thì chia hết cho cả 4 số này. Đúng rồi, chia hết cho cả 1, 2, 2, 3 mà. Thế cái này phải nhân với thừa số phụ là mấy? Cái này phải nhân với thừa số phụ là 3. Là 3, đúng rồi. Nào con đứng nghe cho các bạn nhìn. Cái này nhân thừa số phụ là mấy? 1. Là 1, tức là trừ đi 1. Cái này phải nhân thêm 3, nhân 3 vào đây. Cái này nhân 1 vào đây, nhân 1 vào đây. Vậy là 3 - 1 ra mấy? 2/1 × 2 × 3. 2/1 × 2 × 3. Thì cái hiệu này này chính là lên phân số này. Đúng chưa? Thì nói thêm một câu nữa này. 1/ 2/3. 2/3 trừ 1/3 × 4. Mình lại nháp vào đây. 2/3 trừ 1/3 × 4 thì bằng mẫu chung. 2/3 × 4. Đúng rồi, 2/3 × 4. Cái này nhân thêm mấy? Thêm 3. À 4. 4. Trừ đi cái này nhân mấy? 2. Nhân 2. Như vậy 4 - 2 thì bằng
Ừ, bố nhớ rồi. Cái này là 2 phần nhân 3 nhân 4. Đúng chưa? Con đang ngồi với chị. Được chưa? Như vậy là 4 trừ 2, 3 trừ 1. À, cứ như vậy đến cuối cùng, hãy đọc cho bố. Đến cuối cùng thì là 2 nhân 9, 8 nhân 9, trừ 99 nhân 100. Ok. Và trong cái tổng ngoặc vuông này thì ta thấy nó cũng trừ xong rồi nó lại cộng, trừ xong rồi nó lại cộng. Thì trước cái cộng này là cái trừ. Vậy nó hết. Cuối cùng còn 1 phần nhân 2 trừ đi 1 phần 99 nhân 100. 99 nhân 100. Đúng chưa? Rồi, thế cái này là 1 phần 2 nhân với 1 phần 2 à? Ừ, đúng rồi. Cái này là 1 phần 2 trừ đi 1 phần 9900. Ok. Rồi, thế bây giờ thì tính sao? Quy đồng lên. Rồi, nào. 1 phần 2 nhân mẫu chung. 1 phần 2 nhân với mẫu chung thì là lấy 99 này chia 2. À, mẫu chung cơ mà. 9900. Thì cái này phải nhân thêm với một nửa của nó. 4 9 950. 50 trừ 1. Ok. Thì bằng 1 phần 2 nhân 4, 9 59. Sao lại 59? 49 phần 9900. Rồi, đây kết quả đây. Nhân cái này vào nữa thôi là xong nhá. Bằng chấm chấm chấm. Đó, đây là phần nhắc lại. Đây là phần nhắc lại. Đây là phần giải thích. Và đây là phần trình bày. Được chưa? Rồi, ok. Chúng ta kết thúc cái video này ở đây nhá. Đây là dạng bài nâng cao.